Chào các bạn, hôm nay mình rất là vui được gặp lại các bạn trình video ngày hôm nay. Vâng, thưa các bạn, và trở lại với chương trình video ngày hôm nay thì mình xin được giới thiệu với các bạn về những cái bài thuốc rất là hiệu quả từ trị bệnh đau lưng bằng cái phương pháp làm cổ truyền từ sao cúc tằm. Thì sau đây xin mời các bạn theo dõi video. Nói chung là sao cúc tằm hay còn gọi là cây lá lức và rất là nhiều những tên khác, là một cái loại cây mà được mọc rất là nhiều nơi ở nông thôn Việt Nam. Một số gia đình thì đã sử dụng để làm những cái hàng rào trước đây, thì lúc mà chưa có những cái từng xây thì được người dân sử dụng để làm hàng rào và rất là đẹp. Thì ngoài cái việc công dụng là làm hàng rào ra, thì cây cúc tằm còn có tác dụng khác, rất là nhiều tác dụng khác, như là cái việc mà chúng ta sử dụng để làm món ăn. Chúng ta có thể sử dụng là lá cúc tằm để làm món ăn như là hấp cá thì ăn rất là ngon, ăn nó sẽ có vị hơ đắng và bùi, và ngoài ra thì chúng ta có thể luộc ăn rất là ngon các bạn nhé. Chúng ta có thể dùng là lá cúc tằm để luộc được ăn, cái mùi nó hơi là khó ăn, hơi có vị đắng nhưng mà ăn rất là ngon. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng cái lá cúc tằm để chúng ta làm một số cái bài thuốc rất là hiệu quả, như là việc mình sử dụng lá cúc tằm để rang với lại cám gạo để làm những cái bài thuốc mà trị bệnh đau đầu rất là hiệu quả các bạn nhé. Vâng, và trong video ngày hôm nay thì ngoài ra thì mình muốn giới thiệu với các bạn về một cái bài thuốc mà trị bệnh đau lưng, như là mình sử dụng sử dụng lá cúc tằm thì chúng ta sẽ rang với kết hợp với cám, và chúng ta sử dụng để bóp vào lưng thì nó rất là giúp chúng ta có thể chữa được bệnh đau lưng rất là hiệu quả các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, video ngày hôm nay mình đang giới thiệu chúng ta về cái tác dụng và những cái bài thuốc từ cây sao cúc tằm. Thì ngoài ra thì cây cúc tằm còn được sử dụng để chúng ta có thể làm những cái chè mùng năm, là một trong những cái loại chè mà được làm chế biến từ những lá cây và rất là hiệu quả, với lại để chữa rất là nhiều bệnh, rất là tốt các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, trở lại với chương trình video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu chúng ta về những tác dụng và bài thuốc của cây sao cúc tằm. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.